Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình yêu nở muộn của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hân mặc áo khoác trùm kín đầu, khẩu trang mũ bịt kín mít. Cô dắt con xe mượn của thím Lợi, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Cảm thấy an toàn, cô mới phóng nhanh ra tiệm thuốc gần nhất. Em gái mua thuốc gì? Chị cho em một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, loại nào tốt nhất ấy chị? Vậy em uống loại này nhé. Có ngừa thai 100% không chị? Không có biện pháp nào ngừa được 100% đâu em gái. Thuốc tránh thai khẩn cấp này ngừa thai lên đến 89%. Nếu như em dùng sớm, dùng càng sớm thì hiệu quả càng cao. Nói như vậy phần trăm vẫn có thai sau khi đã uống thuốc tránh thai à? Chị chủ thuốc gật đầu. Cũng có người uống tránh thai, nhưng vẫn có, chỉ là số ít thôi em. Vâng, em cảm ơn. Đợi cho Hân lái xe đi, chị chủ quán mới gọi điện cho bà Châu thông báo. Con bé có ghé vào tiệm em mua thuốc. Vâng, em làm như lời chị nói rồi. Cả đêm Hân không ngủ được, cô lo lắng lên mạng tìm hiểu về thuốc tránh thai khẩn cấp. Đúng như lời chị chủ thuốc nói, uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn có phần trăm đậu thai. Điều này làm cho cô cứ bồn chồn trong người. Tất cả đều tại lão Long kia khiến cô phải lo lắng đủ thứ. Nếu xui rủi cô mang thai thật, chỉ có nước nhảy cầu mà thôi. Cô chắp tay lên trời vái lại cho cô qua được kiếp nạn này. Long từ phòng đi xuống, anh ta nhìn trước ngó sau, không có ai mới đi nhanh vào bếp, kéo tay Hân ra ngoài vườn đứng nói chuyện. Anh buông ra coi, làm gì mà lôi lôi kéo kéo tôi thế? Chuyện đó cô không nói cho ai biết chứ. Có hay ho gì đâu mà đi bêu dếu. Cô uống thuốc chưa? Tôi đợi anh nhắc đấy. Sợ thế sao lúc tôi khóc lóc van xin anh không buông tha cho tôi đi? Trong lúc say tôi có biết gì đâu. Mà xui rủi sau khi tối cô lại dùng đúng mùi nước hoa mà bạn gái tôi hay dùng. Thế mới xảy ra chuyện chứ. Nước hoa đấy là mẹ anh tặng cho tôi đấy. Tôi thử xịt vài đường ai ngờ. Cô nói gì? Nước hoa đấy là mẹ tôi tặng cho cô. Ừ. Hai bàn tay Long siết chặt, những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên. Anh ta mặt hậm hực đẩy mạnh cửa đi thẳng vào phòng của mẹ mình. Rốt cuộc là mẹ đang tính toán gì trong đầu? Bà Châu vẫn thong thả ngồi uống trà. Nếu như con không cố chấp thì mẹ có đi nước cờ này không? Mẹ sống quá ích kỷ, mẹ có nghĩ cho con bé hơn không? Con bé có tội tình gì mà mẹ phải lôi kéo vào việc này? Mẹ sai với con bé Hân, nhưng chính con đã ép mẹ phải làm những chuyện mà mẹ không muốn làm. Giờ con tính như thế nào với con bé? Con vẫn sẽ cưới Nhung. Còn con bé Hân thì sao? Mày đã cướp đi đời con gái của người ta đấy. Mày phủi bỏ trách nhiệm ung dung cưới một người con gái khác được sao Long? Tất cả là tại mẹ. Giờ mẹ trách con. Con nói rồi, con vẫn phải cưới Nhung. Nếu lỡ con bé Hân có thai thì sao? Lời nhắc nhở của mẹ giờ mới khiến Long thật sự lo lắng. Không có chuyện đó xảy ra đâu. Con bé nói đã uống thuốc rồi. Uống thuốc vẫn có thai, đó là chuyện bình thường. Con cái là lộc trời cho, không ai biết trước được đâu. Mẹ đừng nói nữa. Mẹ phân tích cho mày hiểu. Nếu mày vẫn kiên quyết cưới con Nhung, lỡ con bé Hân có thai thì sao? Có phải mày rơi vào tình thế khó xử hơn bây giờ không? Đến lúc đó ai cũng sẽ bị tổn thương. Bây giờ Long đã rơi vào tình thế khó xử, anh ta chưa thể tỉnh táo để đưa ra quyết định. Nỗi lo sợ của Hân cũng chính là nỗi lo của Long ngay lúc này. Mấy ngày sau, cả Hân và lão Long đều tránh mặt nhau vì cả hai đã xảy ra chuyện đó, nhìn mặt nhau rất là ngại. Cô đi vào nhà thì đụng mặt lão ở trong đi ra. Cô không thèm chào hỏi, cúi mặt đi vào trong. Cô bước sang trái thì lão cũng bước sang trái. Cô bước sang phải, lão cũng bước sang phải. Cô bực mình ngẩng mặt lên hỏi lão. Cuối cùng là anh đi bên nào? Lão tự dưng ấp úng ngang. Bên này. Hân đứng né sang cho lão đi, nhưng lão cứ đứng mãi đó không chịu đi. Sao không đi đi? Lão muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Cô thấy lão chỉ càng thêm bực, nên đi vào luôn trong nhà.
Lão giữ áo cô lại mà không phải nắm lấy cổ áo cô lôi như mọi khi. Gì nữa? Lão nhìn trước ngó sau như ăn trộm, không thấy có ai. Lão mới hỏi nhỏ cô. Mấy ngày nay, cô có thấy khác khác gì trong người không? Khác gì? Chẳng hạn như là ốm nghén. Cô cúi xuống lấy chiếc dép đánh vào người lão. Cái miệng anh, đừng con mắm ăn muối rồi nói bậy bạ nghe chưa? Ốm nghén gì ở đây? Tôi hỏi thử không có thì thôi, cô làm gì phản ứng ghê thế? Thấy mặt anh tôi chỉ muốn phát điên thôi, trời ạ. Hân đi vào trong bếp, đúng lúc thím Lợi vừa mới chiên xong con cá bảo cô mang ra. Vừa đặt đĩa cá xuống bàn, mùi cá xộc thẳng vào mũi, làm bụng cô cứ cồn cào như thể muốn nôn hết thảy mọi thứ trong bụng ra. Không chịu được nữa, cô bịt miệng chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh. Nôn thốc nôn tháo nhưng lại không nôn ra được gì. Thím Lợi nhìn theo buột miệng nói. Nhìn con bé Hân sao giống người bị ốm nghén thế nhỉ? Bà Châu ngồi trong bàn vừa ăn vừa cười. Nhìn qua thôi, bà cũng đủ biết Hân mang thai đến 99%. Bà ấy chỉ còn đợi kết quả từ siêu âm nữa thôi. Quay thử thai hiện lên hai vạch, bàn tay Hân run run đến chân cũng không đứng vững. Cô không tin vào kết quả, cô đã uống thuốc tránh thai rất sớm không thể dính thai được. Cô đứng nhầm một hồi, một tia hy vọng lóe lên, còn 5 ngày nữa mới đến kỳ kinh nguyệt, như thế là cô chưa trễ kinh. Que thử thai này có thể cho kết quả dương tính giả. Nhưng trong lòng Hân cứ bồn chồn, cảm giác rất khó chịu. Cô quyết định chiều đó chạy đến phòng khám. Nằm trên giường để bác sĩ siêu âm, cô hồi hộp biết nhường nào. Cô cầu mong không có một sinh linh nào trong bụng của cô. Sau khi bác sĩ siêu âm xong, cô nôn nóng hỏi. Em có thai không bác sĩ? Hiện tại siêu âm không phát hiện túi thai nào ở trong tử cung của em cả. Nhưng khi sáng em thử que thì lên hai vạch ạ. Em trễ kinh mấy ngày rồi? Dạ em chưa trễ kinh ạ. Còn 5 ngày nữa em mới đến kỳ kinh nguyệt. Nhưng em cảm thấy buồn nôn nên mới mua que về thử. Có thể trường hợp của em thai còn quá sớm nên chưa đi vào tử cung. Siêu âm sẽ không nhìn thấy, hoặc cũng có thể thai nằm ngoài tử cung. Nếu như em muốn biết mình có thai hay không thì có thể làm xét nghiệm hoặc siêu âm đầu dò để xem thai có nằm ngoài tử cung hay không. Không nữa thì em đợi thêm một tuần hoặc 10 ngày nữa xuống siêu âm lại. Bác sĩ cho em làm xét nghiệm luôn đi ạ. Cầm kết quả trên tay, Hân như chết lặng. Cô có thai thật rồi sao? Chuyện này sao lại có thể xảy ra với cô cơ chứ? Cô biết phải giải quyết như thế nào đây? Hàng loạt những câu hỏi cùng những nỗi lo lắng xoay quanh trong đầu khiến cô phải mệt mỏi và chán chường. Lòng thấy Hân cứ đứng trước cổng mà không chịu vào. Anh ta bóp còi inh ỏi nhưng cô vẫn không nghe, vẫn đứng chôn chân tại nơi đó. Thấy lạ, anh ta mở cửa đi xe xuống hỏi. Cô bị làm sao thế? Không nghe tôi bóp còi à? Hân quay sang nhìn lão Long với đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ cô đã khóc từ phòng khám về đến đây. Cô ném tờ kết quả vào mặt lão mà gào lên. Vừa lòng anh chưa? Cô đi một mạch vào nhà để lão Long đứng ngơ người ra đấy cùng tờ kết quả trên tay. Bà Châu đi ra đụng mặt Hân vừa khóc vừa chạy vào. Bà biết chắc hẳn đã có chuyện. Bà đi ra giật lấy tờ kết quả trên tay con trai khá là vui vì mọi chuyện diễn ra theo đồng ý của bà ấy. Mẹ nói có khi nào sai đâu. Mẹ thôi đi, tất cả mọi chuyện đều tại mẹ mà ra cả. Giờ con tính thế nào với con bé? Con đang dối, mẹ đừng hỏi nữa. Dối thì phải tìm cách gỡ, không phải cọc lên như thế với mẹ. Nếu con không tính được thì để mẹ tính. Mẹ muốn con cưới Hân. Mẹ không muốn cháu nội của mẹ sinh ra không có một gia đình trọn vẹn. Chắc gì cô ấy muốn giữ mà mẹ tính xa thế. Con bé sẽ không bao giờ bỏ đứa con của mình, mẹ tin chắc điều đó. Con sẽ không cưới Hân, mẹ cứ biết thế. Trong bữa cơm, bà Châu không thấy Hân, mà cả ngày hôm nay bà cũng không thấy cô Lạng ở trong nhà. Bà ấy hỏi thím Lợi, con bé Hân đi đâu mà tôi không thấy? Cả ngày nay con bé ở suốt trong phòng đấy bà, cơm cũng không thèm ăn. Bà Châu lo cho cháu nội đá xoáy qua Long. Con ăn cơm xong rồi thì mang cơm vào phòng cho con bé. Chắc con bé vẫn còn sốc lắm. Tại sao con phải mang cơm vào trong đó, con không đi? Nó mang thai con của mày đấy Long, có trách nhiệm một xíu đi. Long vùng vằng đứng dậy bê mâm cơm mà thím Lợi đã chuẩn bị vào phòng cho Hân. Bà Châu còn không quên nhắc nhở. Con bé vẫn còn đang sốc, mày chịu khó dỗ dành nó một xíu, đừng có mà nạt nộ trừng mắt với nó.
Mẹ đi mà làm tôi không làm được. Ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Lão Long bê mâm cơm đứng trước cửa phòng Hân nói vọng vào. Mở cửa ra lấy cơm. Cửa không mở cũng không thấy bên trong trả lời trả vốn gì. Lão bực mình đập mạnh cửa gọi lần nữa. Có bị điếc không đấy? Mau mở cửa. Hân ở trong phòng hét vọng ra ngoài. Anh ăn cho ngập cái bản mặt chết tiệt của anh đi, để cho tôi yên. Cô mà để tôi phải phá cửa vào là chết với tôi đấy. Tôi cũng đang muốn chết đây, vào đây giết hộ tôi cái. Lòng tức cái mình, một chân đạp tung cánh cửa. Anh ta hừng hực đi vào, đặt mạnh mâm cơm xuống bàn, rồi sau đó sẽ lôi cổ áo cô ném qua cửa sổ. Nhưng khi thấy hai con mắt cô sưng húp, lại còn đỏ hoe, lão tự nhiên dịu lại, kéo mạnh cái ghế ra ngồi xuống đối diện với cô. Khóc gì mà khóc lắm thế? Anh làm tôi thành ra như thế này còn hỏi. Thế giờ cô tính sao? Sao là sao? Bỏ hay giữ? Cô ấp úng. Tôi không biết. Tôi không muốn bỏ đâu, tội lắm. Không bỏ thì đẻ. Anh nói nghe dễ lắm đấy. Tôi không thể cưới cô được, nhưng tôi sẽ có trách nhiệm với con. Tôi vẫn chu cấp cho con một cách đàng hoàng. Nếu tôi muốn đẻ, thì một mình tôi có thể nuôi con được, không cần đến mấy đồng chu cấp của anh. Chuyện đó tính sau đi, giờ tới ăn cơm. Tôi không ăn đâu. Nếu muốn sinh đứa bé này ra, thì phải lại ăn, còn không thì bỏ nó đi. Đừng hành hạ nó từ trong bụng mẹ như thế. Hân đặt tay lên bụng mình. Lão Long nói đúng, chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi. Cô không việc gì phải hành hạ con mình từ trong bụng mẹ như thế này cả. Cô bước xuống giường, lại bàn ngồi ăn một cách ngon lành. Mọi chuyện đến đâu đó đến, mình tính cũng không bằng trời tính. Thấy Hân bị nghẹn, Lão Long nhanh lấy nước cho cô uống. Lão vỗ nhẹ vào lưng cô. Ăn từ từ thôi. Cơm khô quá khó nuốt. Tôi và mẹ tôi thích ăn cơm khô. Để tôi dặn lại thím Lợi nấu nhão ra một chút cho cô dễ ăn. Cô ngẩng mặt lên nhìn lão. Xem ra lão cũng có chút quan tâm đến cô trong lúc cô bầu bì như thế này. Ăn đi, nhìn gì? Tôi thấy lạ nên nhìn thôi. Ăn thêm cơm không? Cô lắc đầu ợ lên một tiếng. No lắm rồi, không ăn nổi nữa. Bà Châu đứng bên ngoài lắng tai nghe cuộc nói chuyện ở bên trong. Xem ra con trai bà chỉ chịu trách nhiệm với con mà không muốn cưới Hân. Còn Hân thì lại không cần con trai bà phải chịu trách nhiệm. Cứ như thế này, mọi chuyện bái làm đổ sông đổ biển hết. Hân mang túi rác ra ngoài vứt. Lúc cô trở vào nhà thì bị một bàn tay ai đó bịt kín miệng cô lại. Hắn ra sức kéo cô vào một góc tối. Cô không thể la hét, chỉ có thể chống cự giãy giụa. Lấy được thế, cô co chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của gã. Gã vì đau nên buông cô ra. Chớp thời cơ, cô co chân chạy. Lão vẫn đuổi theo. Đúng lúc xe của bà Châu chạy về, ánh đèn pha chiếu sáng, gã sát nhân sợ bị lộ nên cũng nhanh chuồn lẹ. Hân chạy đến ôm chặt lấy người bác Châu. Cô sợ đến tái cả mặt nói không chọn câu. Gã đó muốn giết cháu. Bà Châu vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an. Có bác và lính bác ở đây, không ai làm hại đến cháu cả. Yên tâm nhé, giờ thì vào nhà thôi nào. Bà Châu đưa Hân vào phòng của bà để nói chuyện. Bà ấy rót một ly trà ấm đưa cho Hân. Gã vừa rồi là ai? Tại sao lại muốn hại cháu? Bàn tay Hân run run giữ chặt lấy ly trà. Cô do dự không biết có nên nói ra hay không. Cháu đừng sợ, biết đâu bác giúp được cháu. Bác có thể giúp cháu ạ? Cháu cứ thử nói ra xem. Dù gì bác cũng là người lớn, lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, chuyện gì mà bác chưa trải qua đâu. Hân do dự một lát, rồi cũng quyết định kể rõ mọi chuyện cho bác Châu nghe. Cháu đã báo công an chưa? Cháu cũng đã có ý nghĩ là báo công an, nhưng còn chưa kịp làm gì, gã sát nhân đó đã ra tay với cháu. Cũng may cháu chạy thoát, gã còn hù dọa sẽ giết cả nhà cháu nếu báo công an. Cháu sợ nên chỉ có thể lẩn trốn ở đây. Hân nắm chặt lấy tay bác Châu cầu xin. Bác có thể giúp cháu không ạ? Chừng nào gã sát nhân đó bị bắt thì mọi chuyện mới kết thúc được. Bác có thể giúp cháu, nhưng đổi lại cháu phải giúp bác một việc. Việc gì ạ? Nếu cháu làm được, cháu sẽ làm hết lòng. Cháu phải ép thằng Long cưới cháu cho bằng được. Cô khá sửng sốt khi nghe được yêu cầu của bác Châu. Sao phải làm thế ạ? Một mình cháu có thể lo cho đứa bé này được. Cháu không thích ép buộc ai cả. Hôn nhân là tự nguyện, không có tình yêu sớm muộn cũng sẽ tan thôi bác à. Mọi chuyện bác làm đều có mục đích của bác.
Nếu hai đứa kết hôn, bác đảm bảo gã sát nhân đó sẽ bị bắt ngay lập tức và cháu sẽ không còn mối nguy hiểm nào đe dọa được nữa. Cuộc sống của cháu sẽ trở về bình thường. Hơn nữa, hai đứa kết hôn, cháu nội của bác sẽ có một gia đình trọn vẹn, có cả bố và mẹ. Bác nghĩ ai cũng mong muốn điều đó, kể cả mẹ của cháu khi biết chuyện. Cháu cứ suy nghĩ thật kỹ, tất cả đều có lợi. Nếu cháu không đồng ý cuộc hôn nhân không tình yêu này thì sao ạ? Bác cũng rất tiếc không thể để cháu ở đây được nữa. Và khi cháu sinh đứa bé này ra, bác cũng phải để cho nó nhận lại nguồn gốc. Mặc dù bà Châu không nói rõ sẽ dành đứa bé này với cô, nhưng cô cũng hiểu hết ngụ ý của bà ấy. Cháu cứ cân nhắc thật kỹ xem cái nào lợi, cái nào hại mà đưa ra quyết định. Hãy nghĩ đến con và người thân của cháu. Cháu đồng ý cuộc hôn nhân này. Mặc dù đã tối muộn nhưng Hân vẫn thức đợi Long về để nói chuyện. Nghe tiếng xe, cô biết anh ta đã về. Cô đi lên phòng gõ cửa. Tôi vào được chứ? Vào đi, cửa không khóa. Hân ngồi xuống ghế, tâm trạng cô khá nặng nề. Long hỏi, trễ rồi sao cô còn chưa ngủ, lên đây làm gì? Tôi muốn nói chuyện với anh một lát. Theo thói quen, Long rót ra một ly rượu, ngồi xuống ghế nhâm nhi. Chuyện gì cô nói đi. Hân hít vào rồi lại thở ra một hơi dài. Tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi và con. Chịu trách nhiệm như thế nào? Cô cứ nói rõ. Cưới tôi. Cánh tay Long đang nâng ly rượu cũng phải khựng lại khi nghe được yêu cầu của Hân. Anh ta nhíu mày hỏi lại. Cưới cô? Phải. Không phải tôi cũng đã nói là tôi không thể cưới cô được rồi sao? Tôi sẽ chu cấp tiền đầy đủ. Hân nhìn thẳng vào mặt Long quả quyết. Tôi cần hơn thế nữa. Cụ thể là tôi muốn con tôi có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Không thể được. Anh phải chịu trách nhiệm cho những việc mà mình gây ra. Anh không thể nói là muốn hay là không. Lý do gì khiến cô thay đổi suy nghĩ của mình nhanh như thế? Tôi đang bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hai mẹ con tôi mà thôi. Không việc gì tôi và con phải chịu thiệt như thế. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, cô nghĩ nó ổn không? Không ai lường trước được điều gì, sống rồi mới biết. Nếu tôi vẫn kiên quyết không cưới thì sao? Tôi sẽ chọn cái chết để chấm dứt mọi chuyện. Cô suy nghĩ một cách ấu trĩ như vậy luôn sao? Sống mà mang tiếng không chồng mà có con, tôi không sống nổi. Làng xóm dị nghị, người thân dài biểu, thả chết đi còn hơn. Không gian căn phòng rơi vào trầm tư, không ai nói với ai câu nào nữa. Mỗi người ngồi một góc với những suy nghĩ và nỗi trăn trở riêng cho mình. Long dốc ly rượu uống một hơi hết sạch, rồi quay người đi lại ghế ngồi đối diện với Hân. Anh ta đưa ra quyết định của mình. Tôi sẽ cưới cô theo ý cô muốn. Nhưng nếu lỡ sau này tôi đối xử với cô như thế nào, thì cô cũng đừng oán trách gì tôi. Vì cuộc hôn nhân này là do cô lựa chọn. Cứ quyết định vậy đi. Hân vẻ mặt lạnh tanh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô đứng dựa lưng vào tường, cố ngăn dòng nước mắt đang trào trực. Cô khóc vì không phải anh ta không yêu cô. Cô cũng có yêu thương gì anh ta đâu. Cô khóc vì cuộc đời của cô sẽ sang một hướng mà cô không hề mong muốn. Một ngã rẽ mà cô nhìn thấy rõ sự tăm tối đang chờ cô ở phía trước. Cả mẹ và em gái sau khi nghe Hân tuyên bố sẽ lấy chồng, ai cũng ngồi đờ ra, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cô thông báo tiếp mình đã có thai. Mọi chuyện diễn ra sao gấp vậy con? Mẹ còn chưa biết mặt mũi chồng sắp cưới của con ra làm sao. Anh ấy tốt lắm mẹ, ngày mai con sẽ đưa anh ấy về ra mắt mẹ. Rồi gia đình người ta như thế nào, nhà ở đâu? Nhà anh ấy kinh doanh bất động sản mẹ ạ, cũng ở trong thành phố này. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Cũng mới mẹ ạ, tụi con gặp nhau trong đợt con đi du lịch. Lỡ rồi thì phải cưới thôi, nhưng con phải suy nghĩ cho thật kỹ, vẫn còn nhiều sự lựa chọn. Bé My cũng lên tiếng. Mẹ nói đúng đấy chị hai, chị phải suy nghĩ thật kỹ, chị nhìn em thì biết. Hân gượng cười để xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Mọi người làm sao vậy? Con đi lấy chồng chứ có phải ra chiến trường đâu mà căng thẳng quá vậy. Tụi con thương nhau nên mới tiến đến hôn nhân đấy chứ. Được như con nói thì mẹ cũng mừng. Ổn mà, mẹ và em đừng lo gì cả. À mà mấy cậu thanh niên đứng dưới nhà mình là ai thế? Đó là lính của bà Châu đi theo để bảo vệ cho cô, để phòng gã sát nhân kia chớp thời cơ ra tay. Nhưng cô không kể mọi chuyện cho mẹ mình nghe.
cô sợ bà sẽ lo đến mất ăn mất ngủ. Cấp dưới của anh Long thôi mẹ, anh ấy sợ con bầu bì đi một mình không an tâm đấy mà. Vậy mà mẹ cứ tưởng. Con lên phòng nằm nghỉ một lát đây ạ. Ừ, nghỉ ngơi đi. Mẹ với em đi chợ mua lẩu về, cả nhà mình nấu ăn một bữa. Vâng. Không biết Khương nghe tin ở đâu mà biết được Hân sắp lấy chồng. Anh ta bỏ dở công việc chạy xe đến nhà tìm Hân. Hân, mở cửa cho anh biết em đang ở trong nhà. Mở cửa cho anh đi Hân. Khương đứng ở dưới quá ồn ào, bắt buộc Hân phải đi xuống dưới nhà khuyên nhủ anh ta. Anh không thấy mình phiền phức sao Khương? Em lấy ai vậy Hân? Có phải cái tên giang hồ đấy không? Tôi lấy ai đó là việc của tôi. Tôi xin anh đấy Khương, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Nếu anh còn nghĩ đến một chút tình nghĩa ngày xưa thì đừng như thế này nữa. Hắn ta có đối xử tốt với em không? Có thương em không? Tất nhiên là có. Vậy là được rồi. Anh chỉ mong nghe được câu này. Sống thật tốt nhé, người con gái anh thương. Hân quay mặt đi, không hiểu sao hốc mắt cô lại cay cay. Thời gian có lẽ chưa đủ dài để xóa mờ đi những ký ức cùng những tổn thương mà cô phải chịu. Long ghé vào căn hộ nhưng không thấy hai mẹ con Nhung, quần áo cũng không còn. Anh ta điên cuồng gọi điện nhưng đều thuê bao. Nghi ngờ Nhung đã biết chuyện, Long vội vã chạy xe đến phòng trọ cũ trước đây Nhung ở. Long thở phào khi thấy hai mẹ con Nhung đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Quá xúc động, Long không kiềm chế được, đi vào ôm chặt lấy người con gái mà anh ta yêu. May quá em vẫn còn ở đây. Nhung cố đẩy người Long ra giữ khoảng cách. Anh đến đây làm gì? Tại sao em lại bỏ căn hộ mà về đây sống? Nhung đưa chìa khóa lại cho Long. Em gửi lại anh. Tại sao lại thế? Anh sắp cưới vợ rồi, em còn lý do gì ở lại nơi đó? Anh cũng đừng đến đây tìm em nữa, làm vậy không hay lắm đâu. Không có gì thay đổi cả, em phải hiểu điều đó Nhung mà. Sao lại không chứ? Anh còn sắp được làm ba nữa mà. Nhung, nghe anh nói, cuộc hôn nhân anh sắp bước vào đó là cuộc hôn nhân ép buộc. Anh không hề yêu cô gái ấy, em phải hiểu cho anh. Anh đừng nói nữa, anh về đi. Em không muốn liên quan gì đến anh nữa. Đừng để vợ anh phải đến đây làm phiền hai mẹ con em. Đừng như thế với anh mà Nhung. Nhung cố đẩy người Long ra khỏi phòng, đóng chặt cửa. Mở cửa cho anh đi Nhung. Anh về đi mà. Long đá mạnh chân vào gốc cây, vào đầu bứt tóc. Tâm trạng của anh ta hôm nay thật tệ. Bà Châu thấy con trai về nhà với tình trạng say xỉn, bà ấy không thể không lên tiếng nhắc nhở. Sắp lấy vợ, sắp làm ba rồi, đứng đắn đàng hoàng lên đi. Long vùng tay hất ngã chậu hoa trang trí trên kệ, gào trong cơn say. Tất cả là tại mẹ, là do mẹ mà ra hết, tôi chán lắm rồi, chán sống trong cái nhà này lắm rồi. Mới sáng Hân đã gọi điện cho Long, anh ta nửa tỉnh nửa mê nghe máy. Ai đấy? Tôi Hân. Cô hết giờ để gọi hay sao? Khi tối tôi có gọi nhưng anh không nghe máy. Khi tối tôi say mà, gọi có chuyện gì? Mẹ tôi muốn gặp anh, hôm nay anh có bận gì không? Có cần thiết lắm không? Không cần thiết, nhưng tôi sẽ rất khó xử. Dù gì tôi với anh cũng sắp cưới nhau, mà gia đình tôi lại chưa biết mặt mũi anh. Mẹ tôi đại diện đến được rồi. Mẹ anh sang chơi từ hôm trước rồi, chỉ có anh là chưa đến. Phức tạp nhỉ? Thôi được rồi, tôi sẽ sắp xếp, gửi cho tôi cái địa chỉ. Mấy giờ anh đến được? Tầm 11 giờ gì đó. Tôi biết rồi. Quả nhiên Long giữ đúng lời hứa. Gần 11 giờ trưa anh ta chạy xe đến. Ở trong nhà Hân nhận ra tiếng xe của anh ta. Cô tháo tạp dề nhanh chạy ra mở cổng. Cô vội vàng như thế không phải vì cô vui, mà cô muốn chạy ra dặn dò trước khi anh ta vào nhà gặp mẹ cô. Anh đến rồi à? Tôi có mua ít quà mang đến. Cái đó để sau đi, anh nghe tôi dặn này. Gì nữa? Lúc gặp mẹ tôi, anh có thể giả vờ tốt với tôi được không? Mẹ và em gái tôi không biết chuyện gì đâu, nên tôi nhờ cả vào anh. Tốt là tốt thế nào? Dễ mà, anh cư xử với người anh yêu như thế nào thì cư xử với tôi như vậy. Cái này thì tôi không chắc đâu đấy. Cố gắng giúp tôi đi mà. Thì tôi giúp, nhưng có tốt không thì tôi không biết à? Tiếng mẹ của Hân ở trong nhà nói vọng ra. Hai đứa sao không vào nhà mà đứng ngoài đấy? Dạ tụi con vào ngay đây mẹ. Trong bữa cơm mẹ Hân hỏi rất nhiều, Long cũng vui vẻ trả lời mà không cáu gắt như mọi khi. Anh ta cũng thay đổi cả cách xưng hô. Lúc đầu còn hơi vấp, nhưng nói vài lần rồi lại quen. Ngay cả những lúc nói chuyện với cô,
anh ta cũng rất nhẹ nhàng và tình cảm. Việc này khiến Hân bớt lo hơn, nếu để mẹ biết được cô không biết phải giải thích như thế nào. Thư từ phòng khám đi ra, trên tay còn cầm tờ kết quả. Cô ta nhìn xuống tờ giấy cười đắc chí. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, nắm được kết quả này trong tay thì hai mẹ con Khương không thể nào chối bỏ hai mẹ con cô ta được. Thư bắt xe chạy thẳng đến nhà Khương. Tin nóng hổi này không đến thông báo thì không phải quá uổng hay sao? Mẹ Khương nhìn kết quả trên bàn, tờ kết quả này không thể là giả được. Đứa con trong bụng Thư đúng thật là con của Khương. Phút đầu mẹ Khương quả thật có rối bời, bởi lẽ bà ấy không hề thích Thư. Nhưng mọi chuyện đã vỡ lẽ, chối bỏ cũng không thể được. Ngoài việc sợ mang tiếng, bà ấy cũng không nỡ để cháu nội của mình lưu lạc bên ngoài, càng không thể để đứa bé cho một con người như Thư nuôi dạy. Không muốn cũng vẫn phải làm, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Ngày kia gọi bố mẹ cô lên nói chuyện. Thư mừng ra mặt, ăn nói cũng dịu dàng lại. Vâng mẹ, giờ thì về đi. Hôm nay con có thể dọn vào đây ở luôn được không mẹ? Phòng trọ con ở chật chội mà còn ẩm mốc, con sợ sẽ ảnh hưởng đến em bé. Tùy cô, con cảm ơn mẹ. Khương về nhà lúc trời tối, tâm trạng anh ta hôm nay thật tệ khi chứng kiến Hân cùng người đàn ông khác tay trong tay bước vào tiệm thử áo cưới. Đến giờ Khương vẫn không thể chấp nhận được việc anh đã hoàn toàn đánh mất Hân. Chuyện gì đã xảy ra? Khương đấm mạnh tay xuống giường, tự trách bản thân mình quá kém cỏi. Anh ta hận cái dục vọng nhất thời trong người, để rồi đánh mất đi người con gái mà anh yêu hơn chính bản thân mình. Sao anh về trễ vậy? Nghe tiếng Khương giật mình quay người lại, anh ta sửng sốt đứng lên khi thấy Thư xuất hiện trong phòng của anh ta, trong bộ đồ ngủ khiêu gợi. Ai cho cô vào đây, bước ra khỏi phòng tôi ngay. Thư cười ấn Khương ngồi xuống giường. Anh nói vậy em không đồng ý đâu đấy, phải là phòng chúng ta mới đúng chứ. Khương mở tủ ném hết quần áo Thư ra bên ngoài cửa. Anh ta xua đuổi không khác gì đuổi tà. Đi cho khuất mắt tôi, loại đàn bà chơi chẽn. Thư ngồi xuống nhặt hết đồ của mình lên, nhìn thẳng vào mặt Khương mà nói. Chính mẹ cho phép em ở đây thì em mới ở chứ. Điên mất thôi. Khương đi xuống nhà đụng mặt mẹ mình đi lên. Tại sao mẹ lại cho cô ta vào đây? Đứa bé đúng thật là con của con, mẹ có thể làm khác được sao? Nếu mẹ muốn con ra ngoài sống thì cứ việc giữ cô ta ở lại. Ngày mai bố mẹ Thư sẽ lên đây bàn tính chuyện cưới hỏi, con thu xếp mà ở nhà. Không đời nào con cưới cô ta. Nếu mày muốn ba mày chết dần chết mòn trong những lời dị nghị, những lời miệt thị thì mày cứ việc làm. Tao cũng mệt mỏi lắm rồi. Lễ cưới của Hân và Long nhanh chóng được diễn ra. Lễ cưới được mẹ Long tổ chức khá long trọng và lớn. Sở dĩ bà ấy làm thế là muốn đánh vào mặt Nhung và muốn tuyên bố thẳng vào mặt Nhung rằng con trai bà ấy bây giờ đã lấy vợ, là người đàn ông của gia đình, hãy tránh xa con trai của bà ấy ra. Hôn lễ diễn ra dưới sự có mặt đông đủ của hai bên gia đình cùng bạn bè gần xa. Ngập tràn trong những tràng pháo tay chúc mừng là nụ cười gượng gạo của cô dâu và chú rể. Người ngoài nhìn vào ai cũng phải thốt lên, cô dâu và chú rể thật là trai tài gái sắc. Nhưng đâu hay biết rằng đằng sau nụ cười gượng gạo kia là hai tâm hồn không đồng điệu, không cùng tiếng nói. Là hai trái tim chưa từng rung động nhau dù chỉ là trong chớp nhoáng. Nhưng rồi hai con người ấy vẫn phải chấp nhận chung sống cùng nhau đấy thôi. Chung sống như vợ chồng nhưng chẳng phải là vợ chồng. Cuộc đời này cũng thật lắm cái ngộ. Ngày Hân kết hôn cũng là ngày gã sát nhân kia bị bắt. Mẹ Long đã giữ đúng lời hứa. Bà ấy nói được làm được. Cuộc sống của cô không còn gặp nguy hiểm. Cô không còn phải nơm nớp lo sợ như trước đây. Nhưng cuộc đời cô lại rẽ sang một trang mới. Ngã rẽ mà cô không thể nào ngờ tới. Đêm tân hôn đầu tiên không nằm ngoài suy nghĩ của Hân. Trong căn phòng rộng lớn, bóng hình cô lẻ bóng in trên tường. Cô không hờn cũng không trách. Bởi lẽ cô hờn trách vì điều gì đây? Vì Long không ở bên cạnh cô sao? Làm sao anh ta có thể ở bên cạnh cô khi mà tâm trí lại hướng về người con gái mà anh ta yêu? Cô chỉ buồn, chỉ tủi phận một chút mà thôi. Dù gì cô cũng là con gái. Mà đã là con gái thì thường đa sầu, đa cảm, đa đoan, làm sao tránh khỏi những lúc tủi hờn. Nhìn mình trong gương, cô phải tự hiểu rằng muốn tồn tại được trong cuộc hôn nhân này, tâm cô phải tĩnh và tuyệt đối không được mong cầu. Bởi lẽ có mong cầu sẽ có hy vọng,
Có hy vọng sẽ có thất vọng. Thất vọng nhiều sẽ nhấn chìm con người ta trong bể khổ. Dìu được lão Long lên giường, Hân phải đứng nghỉ một lát. Lão lăn một hồi trên giường rồi rơi xuống sàn nhà lúc nào không hay. Cô phải lấy hết sức mới lôi được lão lên giường trở lại. Bất ngờ lão mở mắt nhìn cô chằm chằm. Cô có biết ngày hôm nay tôi buồn như thế nào không hả? Cô ấy không muốn gặp tôi nữa. Cô ấy đuổi tôi về đấy, đuổi thẳng luôn. Tôi buồn, tôi chán, tôi đi uống rượu, nhưng nó cũng chả vui lên được tí nào. Hân biết rõ cô ấy mà Long nói là ai. Nhìn anh ta đau khổ, lòng cô thấy thật tội lỗi. Nếu cô không xuất hiện, có lẽ hai người họ còn cơ hội để đến với nhau. Mặc dù cô được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng sao lại mặc cảm đến thế? Hân kéo tấm chăn đắp ngang người Long. Anh sai rồi, ngủ đi. Hân đứng nhìn Long, người đàn ông có ai hỏi cô phải gọi là chồng, mơ hồ gọi tên người con gái khác. Tình cảnh đó đố ai không chạnh lòng, dù có là người yêu hay không, nhưng ít nhiều cũng chạm đến lòng tự trọng của người phụ nữ. Hơn nữa cô lại đang mang thai, tâm lý lại càng bất ổn hơn người bình thường. Tại sao anh ta lại không thể tinh tế hơn một tí? Có yêu thương ai thì cứ giữ trong lòng, có cần thiết phải thổ lộ ra bên ngoài như thế này không? Sau một tiếng thở dài, Hân lấy gối đi lại ghế sofa nằm xuống. Có lẽ như thế này tâm cô mới có thể tĩnh được. Không yêu, không thương, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách. Ánh sáng nhẹ nhẹ buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, rọi đến chiếc giường Hân đang nằm ngủ. Thứ ánh sáng chói mắt ấy làm hai con mắt cô nhíu lại theo phản xạ. Lúc mở mắt, cô đã thấy mình nằm trên giường. Cô biết mình không bị mộng du, vì từ nhỏ đến lớn cô không mắc căn bệnh ấy. Mà có thể lão Long đã bế cô lên giường từ lúc khuya trong lúc cô say ngủ. Vội vàng xuống nhà Hân thấy mẹ chồng và cả Long đang ngồi sẵn ở bàn ăn từ bao giờ. Thấy cô đi xuống, bà Châu cũng lên tiếng gọi. Con dậy rồi đấy à? Lại đây ăn sáng luôn. Vâng mẹ. Cô vừa kéo ghế ra còn chưa kịp ngồi xuống, mẹ chồng đã nhắc nhở. Sao không lại chỗ chồng con mà ngồi? Cô ấp úng. Dạ con thuận tay trái nên ngồi gần không tiện ạ. Thằng Long cũng tay trái đấy. Vâng. Mẹ chồng đã nói thế, cô không thể không qua ngồi bên cạnh chồng. Ngồi gần lão Long mà lão cứ nhìn cô, làm cô thấy không được quen. Lão hỏi nhỏ cô. Khi tối tôi có nói gì không? Hân không quay qua nhìn lão, chỉ lắc đầu trả lời. Không có. Tôi uống say hay nói nhảm, lỡ cô có nghe được tai này thì cho nó lọt tai kia đi. Nhảm nhưng mà thật. Ý gì? Không phải người ta thường nói những lời nói trong lúc say là những lời nói thật lòng sao? Chưa hẳn là vậy mà. Lần sau lên giường mà ngủ. Tôi có làm gì cô nữa đâu mà sợ. Ngủ trên ghế sofa sao mà ngủ được? Không phải tôi sợ, mà do anh ngủ ngáy khủng khiếp quá, tôi ngủ không được. Tôi có ngáy sao? Có thì tôi mới nói chứ. Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Bà Châu nghe loáng thoáng hai con nói chuyện, bà ấy cũng chen vào. Đã là vợ chồng phải ngủ cùng nhau, không thể chồng ngủ một nơi, vợ ngủ một nơi được. Như thế con cái làm sao cảm nhận được tình cảm gia đình là như thế nào? Đừng nghĩ em bé còn trong bụng là không biết gì, nó cảm nhận được hết đấy. Hân nhìn sang lão Long và lão cũng nhìn cô, hai người cảm thấy tự nhột khi nghe lời nhắc nhở của mẹ. Lão không nói gì tiếp tục ăn, cô đành phải lên tiếng trả lời lại mẹ chồng. Tụi con sẽ chú ý nhiều hơn ạ. Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cũng có yêu thương gì đâu, thậm chí đến ngày cưới mới biết mặt mũi của chồng. Vậy mà họ vẫn lấy nhau, vẫn về sống chung sinh con ầm ầm, vẫn hạnh phúc đấy thôi. Tình cảm không ai biết trước được, bữa này chưa yêu ai, chưa chắc sau này sẽ không yêu. Bữa này yêu say đắm, đòi sống đòi chết, ngày mai hết yêu cũng là chuyện bình thường. Tất cả là vô thường, đừng phức tạp mọi vấn đề lên quá. Mới sáng mẹ chồng cô đã sổ ra một tràng đạo lý, nghe đến đâu thấm đến đấy. Nhưng đối với một người như Long, chỉ như nước đổ đầu vịt, anh ta cắm mặt vào ăn, ăn xong rồi lại đứng dậy, không bận tâm đến những lời mẹ mình nói, cũng không để ý đến việc cô có ăn uống được hay không. Long, lão đứng lại, con ăn no rồi, giờ phải đi giải quyết công việc. Mày đi đâu thì cũng phải chờ vợ ăn xong đã chứ, thế mày tính để vợ mày đi bộ đến shop à? Hân có xe mà mẹ. Hôm qua siêu âm thai hơi yếu nên mẹ không cho nó đi xe máy, làm chồng mà không biết một thứ gì trên đời. Hân có nói đâu mà con biết. Thế sao hôm qua
không đưa vợ đi khám đi. Cô ấy có nói gì đâu, con làm sao biết được lịch khám, giờ tự nhiên lại trách móc. Thấy hai mẹ con lời qua tiếng lại, Hân không thể ngồi im. Là do con không nói với anh ấy thôi à? Chở vợ đi khám đó là trách nhiệm của chồng con. Mang bầu đã cực rồi, con không việc gì phải chịu thiệt. Lần sau cứ nói chồng con đưa đi. Con biết rồi mẹ. Long chở Hân đến shop. Trên đường đi anh ta trách cô. Hôm qua đi khám sao không nói để mẹ trách tôi? Tôi tự đi một mình được nên mới không nói. Con bị làm sao? Không sao, vẫn ổn. Ổn sao mẹ nói yếu? Không đáng lo ngại, tôi cẩn thận là được. Đã thế không ở nhà nghỉ ngơi, đến shop làm gì? Ở nhà tiền trên trời nó tự rơi xuống đấy. Tôi cũng phải làm lo ăn, lo kiếm tiền còn nuôi con chứ. Chắc tôi chết rồi đấy. Anh vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, nhưng chỉ là trong mắt tôi, anh không tồn tại mà thôi. Câu nói của Hân bất giác khiến Long phải quay sang nhìn cô. Câu nói ấy khiến anh ta phải nhíu mày suy nghĩ. Thư khoác trên người bộ đồ hàng hiệu cùng chiếc túi hiệu, mở cửa xe bước vào shop Hân. Hôm nay cô ta đến là để gửi thiệp mời đám cưới. Ngân đứng ở bên trong thấy chướng mắt không thể không đi ra chửi. Mày còn mặt dày đến đây gửi thiệp được nữa hả Thư? Tao không nghĩ mặt mày dày đến thế luôn đó. Thư tháo kính đặt trên bàn, ngồi chéo chân như một người sành điệu. Bạn bè thân thiết tao có trách nhiệm phải gửi thiệp, còn đi hay không là quyền của nó. Có chó mới thèm đi. Lớn rồi, ăn nói cho nó sang trọng một tí đi bạn ơi. Ngân nhổ một bãi nước bọt xuống chân Thư. Tao khinh. Hân kéo con Ngân lùi về sau. Mày nói nhiều làm gì với hạng người đấy? Thư nhìn Hân, cô ta cười. Ra đời phải biết khôn lỏi một tí thì mới có được những thứ mình muốn. Tao cũng chỉ là giành lấy thứ mình muốn bằng sức lực của mình thôi mà. Có làm gì quá đáng lắm đâu mà mày phải cay với tao như thế. Tao đến gửi thiệp là tao vẫn còn xem mày là bạn. Hôm đó nhớ đến chung vui với vợ chồng tao nhé. Bye. Thư chưa kịp ra khỏi shop, Ngân đã đem muối gạo ra vãi. Nó còn đem cả cây chổi ra quét. Đúng là thứ hãm. Mà lão Khương nghĩ gì mà chịu lấy nó nhỉ? Không nghe Hân đá động gì, Ngân tưởng đâu con bạn mình vẫn còn buồn. Mày buồn làm gì với hai con người ấy? Cô trả lời một cách bình thản. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng cho mình, buồn làm gì chứ? Mày nói đúng, không việc gì phải buồn hết. Mày trông sóc, tao vào nghỉ một tí. Ok. Nhung đẩy xe hủ tiếu lên con dốc về khu trọ. Dáng người nhỏ bé của cô ấy cùng xe hủ tiếu như muốn trượt dài xuống con dốc. Long ở đâu lao ra đẩy phụ Nhung một tay. Trước mặt người con gái ấy, trên môi Long lúc nào cũng là một nụ cười tươi rói. Sao hôm nay em bán về trễ vậy? Mỗi lần thấy Long, Nhung lại khó xử. Sao anh cứ đến đây hoài vậy? Để vợ anh ghen không hay lắm đâu. Cô ấy không có ghen đâu. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Nhưng tụi anh thì khác, có yêu thì mới có ghen, không yêu ghen làm sao được. Cô ấy cũng không yêu anh sao? Anh nói rồi mà em không tin, tụi anh cưới nhau vì sự cố, cơ bản cuộc sống không có gì khác cả. Dù là thế, anh cũng là người đã có gia đình, chúng ta không thể qua lại như thế này được. Mặc kệ cho Nhung cố đẩy ra, lòng vẫn cứ ôm chặt lấy người cô ấy. Đừng suy nghĩ gì hết. Em chỉ cần biết anh yêu em và muốn ở bên cạnh em là đủ rồi. Có được không anh? Sao em thấy mình tội lỗi quá? Hãy để anh ở bên cạnh em. Long về nhà tâm trạng phấn khởi, vui vẻ hơn mọi khi. Mở cửa bước vào phòng, Long nghe tiếng nôn ọe của Hân trong nhà vệ sinh. Anh ta đi đến gõ cửa. Cô bị làm sao đấy? Hân nhìn mình trong gương là một khuôn mặt tái xanh không còn sức sống. Cô biết thời gian này rất mệt mỏi, phải cố gắng vượt qua. Ngoài mẹ ra thì chẳng có ai có thể nuông chiều cô trong những lúc như thế này. Càng không thể mong chờ vào người đàn ông mà cô gọi là chồng. Cô có sao không Hân? Mở cửa đi. Rửa sơ qua mặt, cô cũng mở cửa đi ra. Nhìn thấy mặt cô tái xanh, Long chủ động dìu cô đến giường nằm xuống. Sao thế? Ngén à? Cô gật đầu. Ừ, tôi đang bị ngén. Anh có thấy khó chịu thì cũng ráng chịu đi. Anh nói bậy bạ, tôi khó chịu bao giờ. Tôi nói thế không có thì thôi. Cô làm như tôi tệ hại lắm đấy. Anh xuống nhà ăn cơm đi, kệ tôi. Tôi ăn rồi. Ăn cùng với người đó sao? Thấy Long nhìn mình, Hân liền cười. Tôi buột miệng hỏi vậy thôi, anh làm gì nhìn tôi ghê vậy? Cô ăn chưa? Ăn nhưng nôn ra hết rồi.
Có muốn ăn thêm gì không? Nếu tôi nói có thì anh sẽ đi mua cho tôi sao? Cô thèm ăn gì? Bất ngờ thật đấy. Tại sao? Chỉ là tôi không thể tin vào những gì mình nghe được thôi. Con người cô suy nghĩ phức tạp thật, thế có ăn không? Khuya như thế này, để anh đi mua cho, tôi cũng ngại. Thôi, để tôi xuống xào mì trộn ăn cũng được. Nghỉ đi, tôi làm cho. Để tôi phụ hai người làm, nhanh hơn. Cả hai cùng vào bếp, cô trụng mì còn Long đứng nhặt rau cắt củ quả. Tôi thái thế này được chưa? Thái thế nào mà chẳng cho vào bụng? Long ngẩng mặt lên nhìn cô cười thoải mái. Cô nói cũng đúng, vậy thôi khỏi thái, cho cả củ vào xào luôn cho lẹ. Hân đánh vào vai Long đùa giỡn. Thế làm sao mà chín được? Nhát thế. Thế à, vậy thì lại thái. Trong đêm khuya yên tĩnh, trong căn bếp ngoài âm thanh xào nấu, thi thoảng còn có tiếng cười giòn tan của cả hai. Đây cũng là lần đầu tiên cô và anh cởi mở nói chuyện với nhau một cách thoải mái. Được mẹ và chị hai hỗ trợ vốn, My mạnh dạn thuê một mặt bằng nhỏ, mở một quán trà sữa kết hợp với đồ ăn vặt. Nhờ bạn bè PA và sự nỗ lực của bản thân, quán của cô bé dần đi vào ổn định và có một lượng khách nhất định. Chưa thể gọi quá đông khách như các quán khác đã mở trước đó, nhưng đối với My bước đầu như thế này đã quá là may mắn rồi. Tay chân cô bé làm lia lịa nhưng vẫn không kịp, vì vừa rồi có một bạn học sinh đi thi về ghé vào quán cô ăn uống, nhưng quán thì chỉ có mỗi My và mẹ nên không thể làm nhanh phục vụ khách một cách nhanh nhất. Một anh bên GrabFood đi vào quán My lấy đơn hàng đi giao. Xong chưa em ơi? Tay chân My bắt đầu rối, cô còn chưa kịp làm xong cho mấy đứa nhóc học sinh đang ngồi chờ ở bàn ngoài kia. Anh chờ em một lát nhé. Hôm nay các em học sinh kéo vào đông quá, hơi chậm một chút ạ. Không sao, anh chờ thêm một lát nữa cũng được. My bê trà sữa ra cho các em học sinh. Lúc trở vào đã thấy anh bên GrabFood đứng trong quầy giúp cô pha trà sữa, rồi đóng gói luôn. Một nhoáng đã xong. Thấy em bận rộn quá nên anh giúp một tay. My cười với anh ấy. Tay chân anh nhanh nhẹn thật đấy, làm nhoáng là xong. Anh ấy cười trông thật hiền hậu. Anh đi nhé. Anh GrabFood đi ra đến cửa, My chạy theo đưa ly trà tắc cho anh ấy. Anh mang theo uống cho mát. Em cho anh à? Tặng anh đấy, em không lấy tiền đâu. Anh xin nhé. Mà anh tên gì ấy nhỉ? Đến quán em biết bao nhiêu lần, giờ mới hỏi tên người ta. My gãi đầu cười ngại. Em sơ suất quá. Anh tên Thành. Vâng, hôm nay em cảm ơn anh Thành nhiều nhé. Ơn nghĩa gì, tay chân rảnh thì phụ em một tay, cũng như giúp anh thôi mà. Anh đi giao hàng nhé. Vâng. Bà Châu từ trong bệnh viện đi ra, bà ấy mãi tập trung nghe điện thoại, không để ý va phải vào một người đàn ông. Xin lỗi, ông có sao không? Người đàn ông mà bà Châu vừa va vào chính là ba của Khương. Ông ấy sững sờ khi nhận ra người phụ nữ vừa va phải người mình. Gặp lại người xưa, ông ấy xúc động phải thốt lên. Châu, có phải em không Châu? Anh là Lương, em còn nhớ anh không Châu? Vừa nghe đến cái tên ấy, bà Châu ngay lập tức quay người đi dứt khoát. Ông Lương đuổi theo, níu giữ lấy tay bà ấy. Em không nhận ra anh sao Châu? Chính vì tôi nhận ra nên mới không muốn nhìn thấy bản mặt của ông. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn còn hận anh sao? Đối với tôi, ông đã chết từ cái ngày ấy rồi. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không? Không thể, đừng nói là nói chuyện, đến nhìn mặt tôi cũng không muốn, tránh ra cho tôi đi. Chuyện năm xưa là tôi sai với em. Không những sai, ông còn nợ tôi nữa đấy, ông Lương à. Mẹ Khương ở trong đi ra, nhìn thấy chồng mình đang đứng nói chuyện với người đàn bà nào đó. Mẹ Khương vừa đến thì bà Châu cũng vừa ngồi lên xe đi. Ông vừa đứng nói chuyện với ai đấy? Ông Lương giật mình ấp úng. Người quen thôi. Sao tôi nhìn người phụ nữ đó thấy quen thế? Thì tôi chả bảo là người quen. Bà xong chưa? Xong rồi, tiện thể ông chở tôi đi mua ít quần áo. Tôi bận rồi, bà tự đi đi. Cả tuần ông mới có một ngày nghỉ, không thể dành một ngày cho tôi được sao? Già cả rồi, còn trẻ gì nữa đâu, mà đòi hỏi như lớp trẻ. Bà muốn đi mua đồ thì tôi nói thằng Khương chở bà đi. Thôi, chả cần nữa, chở tôi về. Không có đêm nào là Thư không thức chờ Khương về. Đêm nay lại là một đêm say xỉn của Khương như mọi ngày. Đứng nhìn chồng nằm một đống trên giường, Thư cảm thấy phát ngán và uể oải. Cô lấy gối đánh liên tiếp vào người Khương. Ngày nào cũng say xỉn, tôi hết chịu nổi rồi đấy.
Ngửi được mùi nước hoa trên người Khương, Thư càng nổi cơn ghen thịnh nộ, lôi chồng dậy cho bằng được để hỏi chuyện. Anh mau dậy cho tôi, tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa của con gái hả? Trong cơn say mất kiểm soát, lại bị con người ấy cứ làm nhảm bên tai, Khương vùng tay tát một cái vào mặt Thư. Cô mà còn làm nhảm nữa, tôi tống cổ cô ra khỏi đây đấy. Hôm nay anh phải nói cho rõ ràng, có phải anh lén lút với con nào đúng không? Đúng thì làm sao, cô ghen à? Cô làm gì có đủ tư cách để ghen với Tuông? Anh quá đáng nó vừa thôi, tôi đã là vợ của anh rồi đấy. Khương cảm thấy nực cười, vui chưa, hài lòng chưa? Giờ thì biến cho khuất mắt tôi. Thư ngồi xuống giường ôm bụng khóc lớn, mẹ Khương ở bên phòng nghe ồn ào không thể ngủ được, bà ấy phải đi sáng nhắc nhở. Khuya rồi, không để cho anh ngủ hết là sao? Thư mách lẻo với mẹ chồng. Mẹ nhìn xem, anh ấy ngày nào cũng say xỉn, không những thế trên người còn nồng nặc mùi nước hoa, con nói thì anh ấy còn đánh con, đuổi con đi nữa. Hôn nhân này là do cô lựa chọn, giờ than trách ai? Tự làm thì tự chịu. Sao mẹ có thể nói như thế được? Con trai mẹ hư thì đáng lẽ ra mẹ phải nhắc nhở, chứ ai đời lại phó mặc đi như thế. Tôi già rồi không dạy dỗ được, sướng thì cô hưởng, khổ thì cô cũng tự chịu đi. Mẹ Khương để lại một câu rồi quay người đi về phòng. Thư liếc nhìn theo mẹ chồng, tức tối rủa thầm trong miệng. Bà già mắc dịch, chết đi, sống làm gì cho chật đất. Thư lang thang một mình trên con phố nhộn nhịp, nhưng trong lòng cô ta sao cảm thấy cô đơn và trống trải đến rùng mình. Đến bạn bè cũng không ai muốn chơi và tiếp xúc với cô ta. Hai bóng người phía trước trông quen, Thư đi nhanh lên phía trước mừng ra mặt. Hải, Diệu, hai tụi mày đi dạo phố đấy à? Không một ai niềm nở khi thấy Thư. Ừ, tao cũng đang rảnh, đi nhậu đi, tao bao. Tụi tao bận rồi. Không phải hai tụi mày đi dạo phố sao? Cái Diệu không thích vòng vo, nói thẳng vào mặt Thư. Tụi tao không thích chơi với những đứa chuyên đi cướp bồ của bạn bè nên mới nói là bận. Mày phải tinh ý lên một chút chứ. Mặt Thư liền biến sắc, lấn sát vào người Diệu. Mày vừa nói cái gì? Tao nói... Diệu chưa kịp nói hết, Hải không muốn gây phiền phức nên kéo tay con bạn đi. Đi thôi, chấp làm gì với một đứa như nó. Thư đứng nhìn theo hai con bạn đi xa, tức đến đỏ cả mặt. Cô ta giống cái cổ lên nói. Tụi mày chắc gì đã đẹp đẽ mà nói tao. Tao thèm chơi với tụi mày đấy. Ngồi trong quán nhậu lề đường, Thư uống hết ly bia này đến ly bia khác. Không những chồng, mẹ chồng, cả nhà chồng cô lập Thư, mà ngay cả bạn bè cũng tránh xa. Cả cái xã hội hàng nghìn con người, nhưng không có lấy một ai ngồi xuống nghe Thư kể lể. Uống một cốc bia nữa, Thư quệt nhanh khóe mắt. Ở nơi đó những giọt nước mắt đọng lại đang trào trực tuôn ra. Khóc đối với Thư bây giờ đó là điều nhục nhã. Có được những thứ mình muốn, đáng lẽ ra Thư phải vui và tận hưởng nó mới đúng. Thư lảo đảo bước xuống lề đường, đúng lúc một chiếc xe máy đang lao đến. Cũng may Hân ở đâu nhanh tay chụp lấy cánh tay Thư kéo vào. Mày muốn chết à? Thư mắt lờ đờ vì say, hất cánh tay của Hân ra khỏi người mình. Buông ra đi, tao đếch cần ai hết. Nếu đã cất công chiếm lấy được những thứ mình thích thì hãy tận hưởng nó đi. Thư nhếch môi chỉ thẳng tay vào mặt Hân. Mày cười vào mặt tao đấy sao? Mày không đáng đâu, sống tử tế vào, trước hết là với con của mày. Hân giao lại xốp cho Ngân trông coi, rồi tự mình lái xe đến khu căn hộ cao cấp giao hàng cho khách. Người ra mở cửa là Nhung, hai người nhìn nhau nhưng cả hai không hề biết nhau. Hân vẫn vui vẻ cười với khách. Đồ của chị đây ạ. Cảm ơn em nhé, mà em có thể vào nhà chờ chị thử chiếc váy này được không? Chị sợ là nó không vừa ý, nhanh thôi. Chị cứ mặc vào xem sao ạ, nếu không vừa em sẽ đổi. Em dễ thương quá, buôn bán cũng dễ tính nữa. Vào nhà ngồi uống nước, đợi chị thử một tí nhé. Vâng. Hân vừa ngồi xuống ghế, khung hình nhỏ đặt trên kệ tivi ập vào mắt cô. Khi người đàn ông ở trong tấm hình ấy nhìn rất quen, cô đi lại cầm lên xem. Sửng sốt khi nhận ra, người đàn ông đứng ôm eo cô gái trong bức hình, không ai khác chính là Long, chồng của cô. Công nhận quần áo ở shop em đẹp thật đấy, mà em chọn sai cũng vừa ghê cơ. Nghe tiếng của chị khách, Hân giật mình, nhanh đặt khung hình vào đúng vị trí. Cô đứng thất thần nhìn người con gái ấy, người con gái cô đoán là người mà Long yêu. Sao vậy, bộ mặt chị dính gì à? À không,
tại chị mặc đẹp quá thôi. Tối nay là sinh nhật bạn trai chị, anh ấy nói phải mặc thật đẹp nên chị mới kỹ như thế này đấy chứ. Mọi ngày chị xoàng lắm, em thấy chị mặc bộ này được không? Hân gật đầu cười gượng. Em nghĩ bạn trai chị sẽ rất thích. Chị tin vào con mắt thẩm mỹ của em đấy. Anh chị quen nhau lâu chưa? Cũng lâu lắm rồi, nhưng mà cũng trắc trở lắm. Hai người có ý định tiến đến hôn nhân không? Chỉ như thế này thôi. Anh ấy không muốn cưới chị sao? Không phải, anh ấy rất muốn được ở bên chị, nhưng anh ấy còn có gia đình. Chị không sợ vợ anh ấy sẽ ghen sao? Hai người họ không yêu nhau, cưới nhau chỉ vì sự cố. Anh ấy nói không yêu nên cô ấy cũng không có quyền ghen tuông. Nhiều khi chị cũng tự cảm thấy mình tội lỗi, muốn dứt khoát, nhưng anh ấy cứ níu kéo mãi, cuối cùng cũng không thể dứt được. Mà của chị hết bao nhiêu vậy em? 550.000. Chị gửi em, cảm ơn em nhiều nhé. Hân đứng ở dưới nhìn lên tòa nhà cao chót vót, cuối cùng cô đã được chiêm ngưỡng dung nhan của cô gái mà Long yêu. Có lẽ đây mới chính là gia đình của anh ta. Lúc Long trở về, Hân đã tắt đèn lên giường đi ngủ. Anh ta thấy một món quà trên bàn cùng tờ giấy ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Long quay sang nhìn Hân, nhưng cô lại nằm quay lưng về phía anh. Long vừa kéo chăn nằm xuống thì Hân cũng liền trở mình. Anh ta biết cô vẫn chưa ngủ, chỉ là nằm nhắm mắt vậy thôi. Sao biết hôm nay là sinh nhật tôi? Tôi đi ship hàng, trùng hợp gặp chúng bạn gái anh nên vô tình biết thôi. Nếu cương vị là một người chồng khác, sẽ ngồi bật dậy và lo lắng. Nhưng đối với Long, ánh mắt anh ta nhìn Hân chỉ là có bất ngờ đôi chút. Cô gặp cô ấy rồi sao? Không biết thì thôi. Nếu đã biết thì tôi cũng nên mua một món quà gì đó tặng cho anh. Cảm ơn cô. Nhìn anh hôm nay có vẻ khá vui. Tôi hỏi thật, cô có cảm thấy khó chịu hay ghen tuông như người ta không? Anh đã hỏi thật thì tôi cũng nên trả lời thật. Ghen thì chưa đến mức độ phải ghen, nhưng khó chịu và tủi thân thì không thể không có. Tại sao? Hân quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Long. Vì tôi không phải người không có cảm xúc. Cô nhìn lên trần nhà, tiếp tục nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Dù tôi với anh cưới nhau không phải vì tình yêu, nhưng dù muốn hay không thì sự thật tôi đã là vợ của anh. Không một người vợ nào vô cảm khi thấy chồng mình tổ chức sinh nhật với một người con gái khác. Anh có thể tổ chức sinh nhật với người thân cùng với người vợ trên danh nghĩa của anh trước, rồi sau đó ở bên cạnh cô bạn gái của anh vẫn được mà. Sao anh lại không làm thế? Tôi không nghĩ cô lại suy nghĩ nhiều như vậy. Anh hỏi tôi có ghen không? Tôi trả lời là chưa, chứ không phải là không. Đã hơn một tiếng trôi qua, thế nhưng cả hai chưa ai có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Trong đêm yên tĩnh chỉ có tiếng trầu mình liên tục của Hân. Sao thế? Câu hỏi của Long đánh tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm buông xuống. Cô lại trở mình. Không biết tự nhiên không ngủ được. Dựa lưng vào người tôi sẽ dễ ngủ hơn đấy. Thôi không cần, tôi cựa quậy, làm sao anh ngủ được. Cô lo làm gì cho tôi, lại đây. Long từ chỗ Nhung trở về nhà. Anh ta vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Bà Châu thẳng tay ném một sấp ảnh vào người Long. Bà ấy chửi. Mày làm như thế mà làm được hả Long? Long đưa mắt nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Hân. Long vẫn chưa biết chuyện gì đến khi nhìn xuống những tấm hình dưới sàn nhà. Là hình ảnh anh ta cùng Nhung tổ chức sinh nhật ở nhà hàng. Thì mới biết tại sao mẹ mình lại tức giận như thế. Long tỏ thái độ với mẹ. Không có một phút giây nào mẹ để cho con được thoải mái hết vậy. Suốt ngày mẹ làm như thế này không thấy mệt mỏi sao? Trong cơn tức, bà Châu vung tay tát cho Long một cái cho tỉnh ngộ. Hành động đó của bà khiến Hân đứng đó cũng phải sửng sốt. Mày đã có vợ con rồi, còn qua lại với con nhỏ đó là sao hả Long? Mày làm như thế có tội cho vợ con của mày không? Con chấp nhận chỉ vì hai chữ trách nhiệm, cho nên dù con có kết hôn hay không thì vẫn không có gì thay đổi. Con vẫn yêu Nhung và vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy. Vợ mày nó cũng là con người biết buồn biết hờn trách đấy. Mày nỡ nói ra được những lời sát thương như thế thì mẹ cũng chịu thua mày. Chuyện của tụi con có thể nào mẹ đừng xen vào nữa được không? Mẹ đừng ép con phải bỏ cái nhà này mà đi. Long đi thẳng lên phòng, bà Châu chửi theo. Mày có giỏi thì đi đi, đi cho khuất mắt tao. Bà Châu quay sang hỏi Hân. Chuyện này con có biết không? Dạ con có biết. Biết mà con có thể làm thinh như thế được sao?
Con có thể làm gì khi mà anh ấy nói con không được quyền ghen tuông, cũng không có quyền oán trách. Không thể để như thế này được, con phải chấn chỉnh lại ngay cho mẹ. Nếu con không làm được thì để mẹ. My nhìn thấy Thành từ cửa bước vào liền cười với anh ấy. Hôm nay chưa có đơn đâu anh. Anh đến uống trà sữa làm khách không được sao? Được chứ ạ, mà hôm nay anh không đi làm à? Anh bị đau nên cho cơ thể nghỉ ngơi một ngày. Thế anh đã đi khám chưa? Ốm xoàng vài ngày là hết ấy mà. Vậy anh không được uống trà sữa đâu. Em pha một ly trà gừng cho anh uống ấm bụng nhé. Thế thì tốt quá đi chứ. Cảm ơn em. Anh ngồi nghỉ một lát đi. Em làm một tí là xong. Thành đi vào trong quầy giơ hai vé xem phim vẫy vẫy trước mặt My. Tối nay đi xem phim với anh không? Tối nay à? Ừ, đóng quán sớm một tí. Tối nay 7 giờ anh sang rước nhé. Vâng, anh ngồi chơi. Em mang trà sữa ra cho khách. Để anh. Anh đang bị ốm mà, nghỉ ngơi đi, em làm được rồi. My mang hai ly trà sữa ra bàn. Trùng hợp thế nào lại đụng mặt với Nguyên, chồng cũ của con bé. Hắn ta ngồi cùng với một cô gái nào đó, có thể là bạn gái mới. Ồ, ai đây ta? My khinh ra mặt quay người mang hai ly trà sữa đi vào quầy. Nguyên đứng dậy chặn đầu My. Khinh nhau à bạn? Chỗ tôi buôn bán đừng kiếm chuyện với tôi. Thái độ phục vụ khách như thế này là không được đâu nhé. Tôi không bán cho anh đi dùm đi. Tao nghe nói mẹ tao cho mày 50 triệu đúng không? Số tiền đó là mẹ anh nợ tôi, giờ bà phải trả. Mày lừa ai chứ đừng hòng lừa được tao. Mày lấy đâu ra số tiền đó mà cho mẹ tao mượn? Anh muốn biết thì về hỏi mẹ anh, tôi không việc gì đứng đây tranh cãi với anh. Mày đừng tưởng nói thế là tao tin. Khôn hồn thì nôn số tiền đó ra đây. Anh bị ngáo nó vừa thôi, tiền gì mà tôi phải đưa cho anh? Tao hỏi lại, giờ mày có nôn ra hay không? My không thèm chấp với hạng người như Nguyên. Con bé đi vào trong, Nguyên kéo áo My lại. Hắn vùng tay trợn mắt định đánh My. Mày không nôn tiền ra, tao đánh chết mẹ mày. Thành ở trong xông ra đấm thẳng vào mặt Nguyên. Cú đấm khá mạnh khiến Nguyên hơi choáng. Hắn đưa tay quẹt sạch vết máu nơi khóe miệng. Sau đó hùng hổ xông vào người Thành đánh trả. Mày chết với tao thằng chó. Cả hai giằng co trong quán không ai chịu thua ai. Thấy Thành bị Nguyên đánh cho bầm tím mặt mũi, My lao đến túm lấy cổ áo Nguyên lôi ra. Anh có thôi đi không? Tôi gọi công an đến đấy. Xả được cơn tức, Nguyên mới buông Thành ra. Trước khi rời đi hắn còn ngoái đầu lại hăm dọa. Chưa xong với tao đâu. Ngồi chiềm đá cho Thành mà My cảm thấy áy náy quá đỗi. Không vì chuyện của My thì Thành cũng không bị đánh đến bầm tím mặt mũi thế này. Xin lỗi anh, vì em mà anh mới bị như thế này. Nếu là người khác thì cũng sẽ lao vào đánh cho thằng đó một bài học. Mà em quen nó à? Chồng cũ của em. Tụi em ly hôn cũng được một thời gian rồi. Hắn vẫn hay đến kiếm chuyện với em như thế này sao? My lắc đầu thở dài. Từ khi ly hôn em đã cắt đứt liên lạc với hắn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại tình cờ gặp. Em cũng đừng buồn làm gì, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua. Lần sau nó còn đến gây rối em cứ gọi cho anh. My cười trêu Thành. Gọi anh đến để bị đánh như hôm nay nữa sao? Thành rụt rè nắm lấy tay My. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Hai bên má My ửng đỏ bởi câu nói hứa hẹn của Thành. Con bé ngại cứ quay mặt đi hướng khác. Sao thế? Không thích nhìn mặt anh à? Đâu có đâu. Không có sao lại quay mặt đi hướng khác? My vò tà áo đến nhăn nhúm. Người ta ngại mà. Lớn cả rồi ngại ngùng gì nữa. Thế trưa nay con nấu cơm cho anh ăn không? Anh ăn thì em nấu. Ăn chứ, ăn hoài ăn mãi, ăn suốt đời luôn. My bật cười. Có ngán cũng phải ăn đấy nhé. Cơm nhà sao mà ngán được. Mặt mũi anh như thế chắc tối nay không đi xem phim được rồi. Tiếc nhỉ, nhưng không sao, anh sẽ bù em hôm khác. Giờ thì nấu gì cho anh ăn đi, đói quá à? Chờ em 30 phút nhé. Anh chờ em cả đời cũng được mà. Hân cầm hai vé xem phim trên tay. Hai vé này là bé My ghé vào đưa khi chiều. Cô đi qua đi lại trong phòng đắn đo mãi mới lấy điện thoại chụp lại hai vé xem phim, rồi gửi sang Zalo cho Long kèm lời nhắn. Tối đi xem phim không? Một lát sau Long mới nhắn tin lại. Vụ gì mà hôm nay rủ tôi đi xem phim thế? Vụ gì đâu. Hai vé xem phim này là em gái tôi đưa. Nó không đi được nên đưa lại cho tôi. Bỏ đi thì cũng uổng, nên tôi mới rủ anh đi cùng cho vui. Anh đi xem được không?
Đợi mãi mà không thấy Long trả lời lại. Tin nhắn cô nhắn anh ta cũng đã xem nhưng lại không thấy động thái gì. Cô nghĩ chắc anh ta không đi nên cũng không thèm nhắn lại. Cô có chút buồn và hụt hẫng. Chính cô cũng không hiểu cảm xúc của mình nó bị gì nữa. Những cảm xúc ấy cứ liên tục xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, khiến tâm cô muốn tĩnh cũng không thể ngừng suy nghĩ. Mãi đến trời gần tối, cầm điện thoại lên Hân mới thấy tin nhắn của Long đến. Anh ta nói sẽ đi xem phim. Hân mở tủ thay hết cái váy này đến cái váy khác nhưng không ưng được bộ nào. Mà hình như cô liên ký thì phải, mặc gì cũng thấy chật chội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình yêu nở muộn của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.